Ok, hello mọi người nha. Vậy là chúng ta đã kết thúc cái phiên giao dịch cuối cùng trước cái kỳ nghỉ lễ ngày 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 anh chị nha. Thì kết phiên ngày hôm nay thị trường chúng ta giao dịch nó cũng khá là nhẹ nhàng, khá là bình yên đúng không? Và kết phiên thì thị trường của chúng ta tăng nhẹ một chút. Đó. Thì anh chị thấy một số cái điểm nổi bật ở ngày hôm nay thì chúng ta thấy là đầu tiên thì chúng ta sẽ vẫn nhìn thấy thanh khoản vẫn đang rất là thấp anh chị nha. 17.300 tỷ ở trên cả ba sàn đúng không? Thì với cái việc mà thị trường sắp chuẩn bị bước vào cái kỳ nghỉ lễ thì cái việc thanh khoản chúng ta nó thấp thì em nghĩ là chúng ta cũng hoàn toàn dễ hiểu thôi đúng không anh chị? Thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi đúng không? Chúng ta cũng đã nói với nhau rồi, chúng ta sẽ cùng chờ đợi những cái tín hiệu tích cực hơn ở những cái thời gian sau lễ đó. Dòng tiền nghỉ ngơi, dòng tiền chờ đợi qua cái đợt nghỉ lễ thì có thể là sẽ quay trở lại thị trường đúng không? Đặc biệt thì ngày hôm nay anh chị thấy là ở trong cái thumbnail, cái tiêu đề thì em cũng có chia sẻ với cả nhà đây đúng không ạ? Đó, tin xấu đã ra đúng không? Thì ngày hôm nay anh chị thấy là chúng ta có một cái tin về bác Huệ đúng không ạ? Đó, bác Huệ thôi giữ các chức vụ ở trong trong đảng ủy đúng không ạ? Đó, Trung ương đảng ủy đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ ủy viên Bộ Chính trị này, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 này, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15 này, rồi nhiệm kỳ 2021 đến 2026 đúng không ạ? Thì thực ra thì về những cái thông tin này thì em nghĩ là chúng ta cũng đã có những cái sự gọi là những cái tin đồn ở trên 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 các cái đội nhóm, em nghĩ là cũng đã có khá là lâu rồi đúng không? Nhất là từ khi thì trợ lý của bác Huệ thì cũng bị bắt đó, thì em nghĩ là anh chị mình cũng đều có thể là cũng cũng đã có những anh chị nắm được những cái thông tin này, nhưng mà ngày hôm nay thì nó đã chính thức ra đúng không ạ? Thì em nghĩ là đây là một cái tin mà nó sẽ là một cái tin mà lớn nhất ở trong cái thời điểm hiện tại đó, lớn nhất ở trong thời điểm hiện tại và đã ra rồi đúng không? Nhưng mà về cái quan trọng là về cái mặt ảnh hưởng đấy đúng không anh chị? Cái quan trọng là về cái mặt ảnh hưởng thì em nghĩ là nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đó, nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều, bởi vì là ở Việt gọi là ở thị trường Việt Nam ấy thì anh chị thấy là chúng ta đã trải qua rất là nhiều cái con sóng rồi, rất là nhiều cái giai đoạn rồi đúng không ạ? Thì thường nhé, thường những cái thời điểm mà tin này đúng không, những cái tin đồn đấy đó, đấy sẽ là những cái thời điểm mà thị trường nó phản ánh mạnh nhất đó. Còn khi mà đã ra tin rồi thì em nghĩ là mọi người đã được chuẩn bị về cái mặt tâm lý đúng không, rồi thị trường cũng đã có phản ứng rồi đấy, cho nên là về cái mặt mà tin của bác Huệ thì em nghĩ là nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến thị trường đó anh chị nhá. Đây là một cái để chúng ta tham khảo thôi đúng không, bởi vì là cũng có rất là nhiều anh chị nhà đầu tư có khi mà ra tin ấy thì anh chị cũng có nhắn tin hỏi em An là bác Huệ vừa thôi chức thôi giữ các cái chức vụ trong đảng ủy rồi thì không biết là thị trường nó có ảnh hưởng gì, có bị ảnh hưởng, có bị sập xiết gì ở trong khi mà ra lễ không đó. Thì cho nên là em cũng nói qua một chút thôi anh nhá, cũng nói qua một chút về cái tin tức này đó đấy, chứ còn lại thì cái quan điểm của chúng ta thì nó vẫn xuyên suốt từ khi mà chúng ta bắt đầu tham gia vào đầu tư đúng không? Chúng ta đánh có những cái chiến lược cụ thể của chúng ta dựa trên những cái công cụ ở trên đồ thị Ichimoku và những cái công cụ mà chúng ta thường dùng đó. Còn lại tin tức thì anh chị xem để tham khảo thôi đúng không? Nhiều khi anh chị thấy tin nó ra rồi bắt đầu anh chị mới lại thấy tự nhiên anh chị thấy lo lắng rồi, có thể là anh chị mang hàng ra bán chẳng hạn đó, nhưng mà mọi người không nhìn lại rằng là trước đó là nó đã phản ứng một cái quãng rất là dài rồi đúng không? VN-Index của chúng ta thì từ những cái vùng đỉnh ngắn hạn đến thời điểm hiện tại thì đâu đó có những thời điểm nó đã giảm khoảng tầm 140 điểm rồi đúng không? Tức là nó cũng đã có những sự thẩm thấu những cái tin đồn vào thị trường rồi đó, và đặc sản Việt Nam thì luôn luôn như vậy đúng không anh chị? Và chúng ta thường là phản ứng ở những cái thời điểm mà có tin đồn đó, cho nên là đến cái thời điểm hiện tại thì khi mà tin chính thức nó đã ra rồi thì em nghĩ là thị trường sẽ không phản ứng quá mạnh nữa đâu đó. Nếu có chăng thì có thể là đầu phiên thứ hai
phản ứng một chút thôi, nhưng mà em nghĩ là sẽ không phản ứng nhiều đâu với cái tin này, đúng không? Chủ yếu thì em nghĩ là bây giờ nó còn những cái liên quan đến lãi suất thôi, nó còn liên quan đến lãi suất thôi. Nhưng mà lãi suất thì em nghĩ là nó sẽ là ảnh hưởng trong ngắn hạn thôi. Đó thì có hai cái em nghĩ là lớn nhất thì bây giờ là chúng ta xong một cái rồi, đúng không? Thì còn lại lãi suất thì có thể là nó sẽ có ảnh hưởng một chút đến cái tâm lý của anh chị nhà đầu tư trong ngắn hạn đó. Thế cho nên là kết hợp những cái đấy thì em nghĩ là nếu như mà về mặt tâm lý của mọi người ấy, có sự hoảng loạn ở trong tuần sau, đầu tuần sau hoặc là những cái phiên tuần sau, thì em nghĩ là đấy sẽ là cái cơ hội để cho anh chị có thể là tìm kiếm những điểm tham gia, đúng không? Dựa trên những cái công cụ kỹ thuật mà chúng ta dùng đó, nắm bắt cái tâm lý của đám đông một chút anh nhá. Đó thì đấy là cái đầu tiên ở trong cái video ngày hôm nay, chúng ta chia sẻ một chút về cái tin tức của Bác Huệ ngày hôm nay anh chị nhá. Thì cơ bản là như vậy thôi, chúng ta cũng đã có rất nhiều thời gian rồi. Hơn nữa thì ngày hôm nay chị thấy là đến lúc mà kết phiên giao dịch rồi, đúng không? Kết phiên giao dịch rồi, đâu đó tận khoảng tầm gần 5 giờ, đúng không? Thì bắt đầu mới ra cái tin này. Đó thì nó cũng là một cái, em nghĩ là cũng là một cái chủ, có thể là một cái chú ý, đúng không? Để làm sao giảm, gọi là giảm thiểu tối đa cái sự ảnh hưởng về mặt tâm lý lên anh chị nhà đầu tư, đúng không? Nếu như mà ra những tin này trong phiên ấy, thì có thể là sẽ có những anh chị vẫn sẽ bị bất ngờ. Đó thì mọi người sẽ vẫn có thể là mang hàng của mình ra, mọi người có thể là mang đi gọi là bán tháo ra, đúng không? Mặc dù là nếu như nhìn kỹ, nhìn lại thì chúng ta thấy là thị trường cũng đã có những cái phản ứng rồi. Đó, anh chị nhá. Đó, thì đấy là về 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 tin của bác Huệ. Đó, còn lại thì chúng ta điểm qua một chút về thị trường thì đó, như vừa chia sẻ với chị, thị trường tăng nhẹ đúng không? Thanh khoản rất là thấp. Đó, thanh khoản rất là thấp nha. Vẫn ở mức 17.000 tỷ, cái này cũng phù hợp thôi đúng không? Khối ngoại thì ngày hôm nay mua dòng 431 tỷ. Tuy nhiên thì FPT đã mua 326 tỷ rồi, thỏa thuận đúng không? Mà MWG hơn 200 tỷ nữa. Thì trừ hai ông này đi thì tính ra là cũng đang bán dòng đấy. Đại loại là nhưng mà lại có bán ông chứng chỉ quỹ quỹ này nữa, thì khả năng thì gọi là nó tương gọi là tương đương nhau anh nhá, tương đương nhau thôi, cũng không mua bán quá nhiều, không chênh lệch quá nhiều đó. Tự doanh thì ngày hôm nay bán tới 854 tỷ, à đây là ngày 25, sau đây cả nhà đang xem sang tự doanh ngày hôm nay thì chỉ bán 177 tỷ thôi đó, nhưng mà lại còn ông này mua chứng chỉ quỹ 164 tỷ nữa, tính ra bán ròng hơn 300 tỷ ngày hôm nay anh nhá. Tự doanh tính ra ngày nay bán ròng vẫn hơn 300 tỷ nha. Đó thì cả về tự doanh cả về khối ngoại thì ngày nay cũng đều bán ròng đúng không? Đó, tuy nhiên thì cái mức độ bán nó cũng không phải là quá lớn đó. Thì với những cái diễn biến ở phiên ngày hôm nay thì em nghĩ là thị trường của chúng ta có một cái phiên giao dịch kết đúng không, gọi là phiên giao dịch trước cái ngày ngày kỳ nghỉ lễ, trước cái kỳ nghỉ lễ, em nghĩ là cũng khá là ổn định, khá là nhẹ nhàng đó, và có thể nó sẽ là một cái bước đệm về cái mặt tâm lý cho anh chị nhà đầu tư khi mà thị trường ta kết thúc cái nghỉ lễ, kỳ nghỉ lễ và quay trở lại giao dịch bình thường đó anh chị nhá. Cho nên là chúng ta thấy là phiên giao dịch ngày hôm nay thì mặc dù là cũng ảm đạm đúng không, cũng gọi là khá buồn ngủ, nhưng mà nó cũng mang những cái tính khá là tích cực đó anh chị nhé. Rồi thì để xem là cái kịch bản, cái kế hoạch dành cho chị nhà đầu tư chúng ta làm gì ở trong những cái phiên giao dịch trước khi mà sau sau kỳ nghỉ lễ đúng không anh chị, thì chúng ta sẽ cùng đi qua về phần thứ hai anh chị nhé. Chúng ta sẽ đi vào phần nhận định thị trường và những cái kế hoạch hành động dành cho anh chị đó. Rồi ok, thì về tin tức thì chúng ta vừa phân tích rồi đúng không, còn mặt về mặt đồ thị thì anh chị lưu ý giúp em một chút là ở trong khung tuần thì chắc chắn rồi, với việc mà ngày hôm nay vượt đóng nến tuần vượt được vùng 1205 thì thị trường của chúng ta vẫn có những cái tín hiệu khá tích cực nha. Đó nó là một cái tín hiệu khá tích cực đúng không ạ, vượt được vùng giao cam này thì vẫn là một cái tín hiệu ổn. Ở trong những tuần sau thì chỉ cần tích lũy trên này thôi là chúng ta hoàn toàn có những cơ hội để thị trường tiếp tục bật tăng đúng không anh chị. Đó còn khung tháng thì bật tăng quay lại test đúng không, và cũng đang rút chân
Đó thì nhìn chung là khung tháng ta vẫn đang có một trạng thái tích lũy ổn. Đó, nằm trên được giao găm, nằm trên được cây can Kijun, nhưng có cái là nó đang ở trong mây thôi, thì có thể là chúng ta sẽ còn mất những cái thời gian nó lùng nhằng quanh những vùng này, đúng không? Đó, nó sẽ khó tăng mạnh hơn. Thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi những cái diễn biến tiếp theo thôi. Đó, còn ở trong khung daily thì anh chị thấy là chúng ta có những cái phiên hồi phục rất là tốt ở ở sau một cái nhịp giảm tương đối mạnh, đúng không? Đấy, nhưng mà cái vấn đề của chúng ta ở đây ấy, đúng không anh chị? Cái vấn đề của chúng ta ở đây là thị trường hiện tại nhìn ở trên đồ thị thì đây nó mới có một đáy anh nhá, đây mới có một đáy, và đây chúng ta có thể gọi là cái đáy một của VN-Index rồi anh nhá, đây có thể gọi là một cái đáy một của VN-Index rồi. Thì cái vấn đề của chúng ta bây giờ ấy, thì khả năng là chúng ta sẽ cần phải có một cái đáy hai nữa đó, cần phải có một cái đáy hai nữa để có thể là nó đi lên nó sẽ bền vững, nó chắc chắn hơn anh chị nha. Đó thì đáy hai của chúng ta ấy, thì em nghĩ là đây đúng không, như chúng ta cũng đã chia sẻ khá nhiều trong các cái video trước là đáy hai thì nó có thể quanh những vùng đáy này cao hơn một chút hoặc là thấp hơn về những vùng 1156, 1153 đến vùng 1156 cũng đều được anh chị nhé, cũng đều được đó. Nhưng cái vấn đề là chúng ta cần một, em nghĩ là cần một cái đáy hai, cái xác suất mà thị trường ta có một cái đáy hai thì em nghĩ là cao hơn đó. Còn để xem là nó chọn lựa đi theo kịch bản nào thôi, đi theo gọi là đáy thấp hay đáy cao hơn thôi, đúng không? Nếu như mà đáy thấp hơn anh nhá, nếu như mà đáy thấp hơn và tạo được một cái tín hiệu phân kỳ thì em nghĩ là anh chị mình sẽ có những cơ hội để chúng ta bắt ở ngay những vùng này đó. Cái tín hiệu phân kỳ thì em cũng chia sẻ với anh chị rất nhiều rồi đúng không, em nghĩ là chắc là anh chị mình vẫn nhớ phân kỳ RSI đúng không ạ, đường giá thì đáy sau thấp hơn đáy trước, còn RSI thì đáy sau cao hơn đáy trước, nó tạo được một cái thế phân kỳ đây này đúng không ạ, nó tạo được một cái thế phân kỳ đây này đó anh chị nhá, nó tạo được một thế phân kỳ đây đó. Thì nếu như mà tạo được một thế phân kỳ như vậy và có tín hiệu xác nhận là anh chị có thể tham gia luôn được, anh chị có thể nhảy vào tham gia luôn khi mà nó xác nhận tín hiệu phân kỳ đó. Còn cái trường hợp mà nó quay lại nó test đáy mà nó không tạo được cái thế phân kỳ thì bắt buộc chúng ta sẽ phải đợi cái mẫu hình hai đáy nó xác nhận, tức là nó về đây nó đi lên đúng không, thì anh chị sẽ phải mua khi mà nó vượt được cái vùng kháng cự này, vượt được vùng đỉnh trung tâm đúng không ạ, thì lúc đấy là nó mới xác nhận mô hình hai hai đỉnh à, hai đáy để anh chị có thể là yên tâm tham gia vào thị trường đúng không. Đó thì đấy là cái kịch bản mà tạo hai đáy anh chị nhé. Thì em đang nghiêng về kịch bản này nhiều hơn, mặc dù là chúng ta thấy là chúng ta vừa phân tích là những cái thông tin nó cũng ra rồi đúng không, nhưng mà thông tin thì nó là một cái vấn đề thôi, một cái gọi là để chúng ta tham khảo một chút thôi, còn trên đồ thị chúng ta vẫn phải tuân thủ đúng không ạ, đúng không anh chị. Đó, khi nào có tín hiệu xác nhận tạo đáy thì lúc đấy là cái lúc mà chúng ta mua gia tăng hoặc là chúng ta gọi là mua mới, mua mua với tỷ trọng cao hơn đúng không. Đó thì với cái trường hợp hai đáy thì em nghĩ là ví dụ mà tạo đáy hai mà nó không được tạo được tín hiệu phân kỳ ấy, thì anh chị nào mà đang full tiền mặt nhé, anh chị nào đang full tiền mặt thì về quanh những vùng đáy cũ này anh chị có thể mua trước đâu đó khoảng tầm 30% đều được thì cũng được, đây là cái gọi là điểm mua sớm nha. Đó xuống đây này, sau đó bắt đầu nó có một cái nến quay lên. Đấy, đây là trường hợp mà không tạo phân kỳ nhá, đúng không? Thì anh chị có thể mua 30% ở đây. Đó, đây là một cái điểm mua sớm. Còn điểm mua gia tăng thì chắc chắn là anh chị sẽ phải đợi nó vượt và nó xác nhận mẫu hình. Thì đấy là cái thời điểm anh chị mua với tỷ trọng cao. Đó, đánh full được. Anh chị nha, thì đây là cái kịch bản mà tạo hai đáy hoặc là tạo tín hiệu phân kỳ. Đó, cái kịch bản mình đang nghiêng nhiều về hơn, đúng không? Còn cũng vẫn có một cái kịch bản khác nữa, anh chị nha. Vẫn có một cái kịch bản khác là thị trường vượt lại luôn được cái vùng 1230 ở trong những phiên tới, có thể bò 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 lên sau đấy vượt luôn vùng này mà nó không quay lại tạo hai đáy nữa đúng không, thì cái kịch bản này thì xác suất nó thấp hơn anh nhỉ, xác suất nó thấp hơn, chúng ta không nghiêng nhiều về kịch bản này. Đó thì nếu như kịch bản này xảy ra ấy, thì chúng ta cũng thì nếu nó vượt này nó đi lên này thì kiểu gì nó sẽ quay lại nó test thôi anh nhỉ, nhá, bởi vì đây là những vùng kháng cự rất là mạnh ở trong ngắn hạn đó, thì nếu nó đi lên thì nó cũng quay lại nó test thôi đó, và khi mà nó đi lên được và nó quay lại nó test, nó tích lũy được ở trên cái vùng 1230 này thì lúc đấy là chúng ta cũng có thể là xác nhận rằng là thị trường cũng đã tạo đáy xong đó đó, nhưng mà kịch bản này xác suất không cao, và khi mà nó tích lũy ở trên cái vùng 1230 này, trên vùng giao găm tích lũy xong thì lúc đấy là anh chị cũng có thể mua gia tăng đó, thì lúc đấy anh chị cũng có thể mua gia tăng, mua cover lại cái lượng mà chúng ta có thể là hạ ở trong giai đoạn trước
Đó anh chị nhá, thì đấy là về cái kịch bản của VinDex đúng không ạ, kịch bản VinDex đó. Thì hai kịch bản ta thấy là sau đấy thì chúng ta sẽ đều tiếp tục là hướng lên những vùng đỉnh cũ này thôi, hoặc là thậm chí là sẽ hướng lên vùng 1.300 đến 1.350 đó. Nhưng mà trước hết thì nó cần phải giải quyết cái bài toán trong ngắn hạn đã đúng không, chung dài hạn thì vẫn đang là một xu hướng tăng trong khung tuần đúng không, chúng ta đều đồng ý với nhau cái này. Nhưng ngắn hạn đang là một cái nhịp downtrend rồi đó, cho nên nó sẽ cần thời gian đấy anh chị nhá, nó sẽ cần thời gian để nó giải quyết cái bài toán trong ngắn hạn này đấy, và chúng ta cũng sẽ phải đợi cho nó giải quyết xong đúng không đó, chúng ta cũng sẽ phải đợi cho nó giải quyết xong cái bài toán trong ngắn hạn đó, hãy để cho thị trường nó làm cái việc nó cần làm, khi nào nó có tín hiệu xác nhận thì lúc đấy là anh chị chúng ta sẽ nhảy vào chúng ta mua ra tăng sau anh chị nha. Đó rồi ok, thì đấy là về kịch bản cho VN-Index nhá. Với cái kịch bản như vậy thì đầu tiên là với vị thế anh chị đang cầm cổ phiếu nha, anh chị mà đang cầm full hàng full thậm chí vẫn đang dùng margin thì lên vùng 1220 đến vùng 1227 đấy vẫn là cái vùng mà em nghĩ anh chị mình nên đưa tài khoản về mức cân đối anh chị nhá, có thể là 70% cổ phiếu hoặc là 50% cổ phiếu, em nghĩ đấy là một cái mức hợp lý phù hợp với giai đoạn hiện tại đó anh chị nhá. Còn anh chị mà đang cầm một phần và có một phần tiền rồi thì em nghĩ là chúng ta sẽ đợi những tín hiệu xác nhận thôi đúng không, một là tạo phân kỳ chúng ta nhảy vào chúng ta mút nốt đấy, không thì hai đáy thì chúng ta sẽ phải đợi những tín hiệu khi nó xác nhận đấy, hoặc là trường hợp thứ ba là vượt 1230 và quay lại tích lũy thì lúc đấy chúng ta cũng sẽ mua gia tăng đúng không đó. Thế còn với anh chị nào mà đang cầm full tiền hoặc là nhiều tiền mặt thì mọi người có nhớ không ạ, trong những cái giai đoạn mà thị trường quanh vùng này thì em vẫn nói mọi người là nếu như anh chị đang còn nhiều tiền mặt thì anh chị hãy gom mua đi đúng không, hãy gom mua đi đó, mua đâu đó lấy khoảng tầm 30% đúng không, với các cổ phiếu ở trong nhóm chứng khoán, nhóm bất động sản này, nhóm dầu khí này, thậm chí thép đúng không, rồi bất động sản công nghiệp cũng đều ok đó. Thì với anh chị nào mà đang cầm nhiều tiền mặt thì em nghĩ là những cái nhịp rung lắc đỏ thôi đó, có thể về 118x 119x là anh chị cũng đã có thể là mua thăm dò được rồi đó, và cố gắng là chúng ta nên mua thăm dò những cái thời điểm mà chúng ta nên mua ở những cái thời điểm mà thị trường nó giảm đỏ anh chị nha, chúng ta nên mua ở những cái thời điểm mà thị trường nó giảm đỏ đó, đấy sẽ là những thời điểm mà anh chị mua nó đẹp hơn, nó có giá tốt hơn và cái chiết khấu nó tốt hơn đúng không anh chị, nó an toàn hơn đó anh chị nhá. Thì đấy là về cái kịch bản, cái kế hoạch cho anh chị đúng không ạ. Đó thì cái câu trả lời cho cái việc mà sau lễ xanh tím đúng không, sau lễ xanh tím thì em nghĩ là chúng ta sẽ vẫn còn nhiều cái biến số, và cái điều quan trọng là ngay phía trên cái đường giá chúng ta đã có ngay một cái giao găm rồi đúng không, chúng ta đã có ngay một cái giao găm rất là mạnh rồi đó, cho nên là cái việc mà thị trường ra lễ mà xanh tím luôn thì em nghĩ là nó hơi khó anh nhá, nó hơi khó, mà có thể là nó sẽ có những sự hưng phấn ở đầu phiên, nó sẽ tiếp cận lên những vùng trên này và sau đấy thì nó sẽ vẫn có những cái sự quay lại retest đó, có thể là tạo đáy hai quanh vùng này bằng cao hơn hoặc thấp hơn đều được đúng không. Với cái việc mà ngày hôm nay thông tin nó ra rồi thì em nghĩ là cái tâm lý của anh chị nhà đầu tư nó sẽ khá là hứng khởi sau khi mà kết thúc kỳ nghỉ lễ, đặc biệt anh chị đang cầm tiền mọi người cũng đã chờ đợi khá lâu rồi đúng không đấy, chờ đợi khá lâu để qua cái nghỉ nghỉ lễ này mà sau đấy nó lại ra những cái thông tin xấu rồi ấy, thì em nghĩ là anh chị cũng sẽ có những cái sự khá là hưng phấn đó. Thì khi mà anh chị hưng phấn thì đâu đó là ví dụ mua xong mà sau trong đầu phiên ngày thứ hai hoặc là thậm chí là buổi sáng gì đấy đúng không, mà anh chị mua ở trong cái sự hưng phấn ấy, có thể là chạm cái vùng này là nó lại quay lại và cho anh chị một cái gọi là gáo nước lạnh đấy đúng không đấy. Thế cho nên là chúng ta mua thì chúng ta cố gắng là tỉnh táo khách quan và chọn những điểm mua đẹp nhất anh chị nha, chọn những điểm mua đẹp nhất đó. Chúng ta điểm qua về cái khung ngắn hạn một chút anh chị nhé, khung ngắn hạn một chút thì về cơ bản là trong khung H1 thị trường chúng ta đang có những cái sự vận động khá tốt nha, mở khách sạn tuy nhiên thì đường giá vẫn giữ rất là tốt đúng không, tức là ngày hôm nay gần như chúng ta thấy cái ý chí của tạo lập nó muốn giữ chỉ số rồi đúng không, có những thời điểm mà có những sự rung lắc nhưng sau đấy nó lại quay lại rất là nhanh đó, và cái áp lực bán, cái vốn bán ngày hôm nay khi mà nó giảm nó cũng không nhiều, bởi vì là anh chị nào bán thì em nghĩ là cũng bán ở những cái phiên trước rồi đúng không đó, cho nên là em nghĩ là ý chí của tạo lập ngày hôm nay muốn giữ chỉ số trước gọi là để qua kỳ nghỉ lễ đúng không ạ.
Và sau kỳ nghỉ lễ thì chúng ta sẽ vẫn có những cơ hội là hồi lên vùng 1225, 1229 ở đây, đúng không? Đó, và khi hồi lên đây nó sẽ tạo một cái sự hưng phấn nha anh chị nha. Khi hồi lên đây là chắc chắn sẽ có một sự hưng phấn ở trong tâm lý của anh chị nhà đầu tư, đúng không? Đấy, cho nên là nhiều khi là anh chị hưng phấn, anh chị mua đoạn này cái là sau đấy nó quay, nó cho một cái nhịp nó quay lại, nó test cái là anh chị mình lại run ngay đấy, đúng không? Là lại run ngay đấy đó. Thế cho nên là chúng ta mua bán thì cố gắng là bình tĩnh khách quan và chọn những cái điểm mua, những cái thời điểm mua nó đẹp nhất anh chị nhá, tránh mua ở những cái thời điểm mà thị trường nó hưng phấn nha, đặc biệt là khi mà nó tiếp cận lên vùng kháng cự trên này, đúng không anh chị? Đó thì đấy là về VN-Index anh chị nhá, và cái kế hoạch của chúng ta khá ổn đúng không, khá ổn thôi. Em nghĩ là những cái tin tức các thứ thì nó ra rất là nhiều rồi đúng không, đâu đó cho nó phải thêm tí nữa, có sự rung lắc cái là anh chị mình cứ vào nhặt dần thôi đó. Đồ thị thì ngay bên dưới có những cái vùng hỗ trợ rất mạnh rồi, đúng không anh chị? Ngay bên dưới có những vùng hỗ trợ rất mạnh rồi, bên dưới này hỗ trợ rất mạnh rồi đó, hỗ trợ chung dài hạn rồi đúng không? Thì không có lý do gì mà anh chị nào cầm nhiều tiền chúng ta không vào gom chẳng hạn, hoặc là anh chị nào mà có hàng rồi thì chắc chắn phải đợi những cái tín hiệu chắc chắn hơn thôi, đúng không? Không thể là đang kẹp một ngón rồi mà những cái thời điểm mà nó chưa có tín hiệu rõ ràng chắc chắn ấy, mà chúng ta lại nhảy vào, biết đâu nhiều khi lại kẹp thêm ngón nữa đúng không? Có hai ngón thì kẹp cả hai thì lại thành 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 dở hơi, đúng không anh chị? Đấy, cho nên là chúng ta hãy cố gắng và tùy thuộc theo cái vị thế của anh chị, tùy tùy thuộc theo cái tài khoản của anh chị để chúng ta đưa ra những cái chiến lược mua bán anh nhá. Rồi ok, chúng ta sẽ đi qua một vài cái nhóm ngành nha, chúng ta sẽ đi qua một vài cổ phiếu của một vài cái nhóm ngành chính thôi anh chị nhá. Chúng ta có nhóm chứng khoán đúng không, SSI thì vẫn đang gọi là tiếp tục cố gắng cái quá trình tạo đáy thôi, nó vẫn chưa tạo đáy xong đấy. Thì anh chị nào mà muốn mua thì em nghĩ là nên đợi thêm anh nhá, muốn mua thì nên đợi thêm đấy, còn muốn bán thì em nghĩ là có nhịp mà nó lên quanh vùng 36 thì có thể cân nhắc hạ bớt một phần, nhưng mà cầm đến bây giờ rồi thì em nghĩ là hạ bớt thôi, chỉnh chúng ta mua co vào lại thôi, chứ cũng không nên bán hết giai đoạn khi mà nó chỉnh xuống, nó đã chỉnh rất là mạnh rồi, đúng không anh chị? HCM 27 cũng tương tự đồ thị của SSI anh nhá, cũng tương tự đồ thị của SSI đó, chiến lược cũng tương tự như vậy, anh chị nào có hàng có thể cân nhắc hạ bớt một chút. SHS thì đang gọi là gặp kháng cự ngắn hạn, anh chị nào mà muốn mua thì đợi vùng 17 10.3, còn lên 18.8 18.9 thì có thể cân nhắc hạ bớt một phần, đúng không? VCI cổ phiếu rất khỏe cũng tương tự nha, chạc thì rất là giống nhau thôi. FTS ngày nay tăng điểm đúng không, FTS thì nó có những câu chuyện liên quan đến họ nhà F, nhưng mà cái chạc đồ thị cũng thế nha, chạc đồ thị cũng thế đúng không? Đấy, cho nên là anh chị nào cầm ví dụ hôm nay lên tầm 56 57 này, cân nhắc 56 này đúng không, có thể hạ bớt một phần khi nó chạm mây rất là dày đây này đó, chỉnh xuống em mua lại sau đúng không? Đấy, nhóm tiếp theo nhóm bất động sản, chúng ta có DG. Nhóm bất động sản ngày hôm nay hồi không nhiều, nhưng mà về cơ bản thì trạng thái vẫn đang tạm ổn anh chị nhé, trạng thái vẫn đang tạm ổn, nó đang về nền thôi đúng không? Sell tương tự đúng không, đang ở những cái vùng hỗ trợ trong trung hạn thì xem nó phản ứng với những vùng này như nào, hồi lên vùng trên này thì em nghĩ là có thể là cân nhắc xử lý thôi. Đất xanh tương tự, cái đồ thị còn của đội này thì đang rất giống nhau nhé, gãy hết nền rồi và về hỗ trợ trung hạn, thì canh hồi lên những vùng trên này thì em nghĩ là chúng ta cứ cân nhắc chúng ta xử lý trước đã anh chị nhé. PDR xem sao đúng không, PDR tương tự đúng không, đang quanh những vùng hỗ trợ này, nhưng mà đồ thị khung tuần cũng đang hơi xấu nha, nhiều khả năng là cũng sẽ có cái nguy cơ nếu mà xấu nhất thì cũng thể nó sẽ rung lắc vào những vùng bên dưới này đúng không anh chị? Đó, thép chúng ta có Hòa Phát đó, Hòa Phát thì cũng đang chuyển về đến khách sạn rồi đúng không? Đó thì đây đang là những cái vùng hỗ trợ trong trung hạn của Hòa Phát này, quanh vùng 28 đó, 27 28 đúng không, là những vùng hỗ trợ trong trung hạn của Hòa Phát rồi. Nam Kim, Nam Kim thì ngày hôm nay gọi là đang hơi lưng chừng nhá, mất cái giao găm này thì hơi lưng chừng đó, thì còn đâu đó là có khả năng là nó về những vùng bên dưới này đấy đúng không? 20 cũng có khả năng nha, thì phải thận trọng với mã này một chút, mua thì chưa được. Hoa Sen tương tự, đồ thị cũng rất giống VND nhá, đó, những mã này thì chúng ta chưa mua được anh chị nhé, cần phải đợi thêm tín hiệu.
VGS thì khỏe hơn đúng không? Đang hồi lên vùng trên này. Thì nếu mà chị nào muốn mua thì quanh vùng 22.8 thôi, đúng không? 22.8 23 chị có thể mua được. Và test lại anh chị nhá. Đó, thì đấy là một số cái nhóm ngành chính anh chị nhá. Chúng ta điểm qua một số nhóm ngành chính thôi để anh chị mình có thể là định hình được cái tình trạng của các nhóm ngành này anh chị nhá. Đó, và sau cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ bước vào cái kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 anh chị nhá. Chúng ta sẽ nghỉ từ ngày mai ngày ngày thứ bảy đúng không, đến hết ngày thứ tư tuần sau ngày mùng 1 tháng 5 và ngày mùng 2 tháng 5 chúng ta sẽ bắt đầu quay trở lại giao dịch bình thường anh chị nhá. Thì em cũng xin phép được chúc anh chị khách hàng cũng như là anh chị nhà đầu tư đang theo dõi video chúng ta có một cái kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ, thật là ấm áp bên gia đình anh chị nhá. Và chúng ta sẽ tạm gác lại những cái khó khăn ở trên cái thị trường chứng khoán. Sau khi mà nghỉ lễ xong, chúng ta dành những cái thời gian quý báu dành cho gia đình, thì chúng ta sẽ quay trở lại với thị trường sau. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết những cái vấn đề ở trong cái tài khoản của anh chị anh chị nhá. Thì nếu như mà anh chị mà muốn đồng hành cùng em An thì anh chị có thể liên hệ với em An trực tiếp qua số điện thoại trên màn hình anh chị nhá. Thì anh chị chỉ cần có một tài khoản VPS với ID của em An là Q341 và có phát sinh giao dịch thì em An sẽ đồng hành và hỗ trợ anh chị trong quá trình đầu tư của mọi người anh chị nhá. Đó rồi, ok, thì em xin phép kết thúc video ở đây nhé mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị. Chúc anh chị nghỉ lễ thật là vui vẻ và thật thoải mái anh chị nhá. Bye bye cả nhà.